Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sau một đêm xóa sạch mọi nếp nhăn, vết chân chim trên mặt, nhìn bạn sẽ trẻ hơn vài tuổi. Nếp nhăn sẽ làm cho da của chúng ta trở nên nhăn nheo, xấu xí và già nua. Vậy nên nếp nhăn luôn là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người, nhất là với các chị em phụ nữ. Có rất nhiều chị em đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc chỉ với mong muốn là làm sao xóa bỏ đi được các nếp nhăn trên da mặt. Hiểu được điều đó nên hôm nay Đẹp Online có chia sẻ cho các bạn một cách xóa nếp nhăn rất hiệu quả mà lại an toàn, đó chính là xóa nếp nhăn bằng loại quả quen thuộc, chính là khoai tây. Theo như kết quả phân tích, khoai tây chứa hàm lượng lớn vitamin và chất chống oxy hóa cao. Đây là những chất có tác dụng làm cho da được căng mịn, hồng hào, kích thích sản sinh collagen cho da, ngăn chặn sự lão hóa của da. Không chỉ vậy, khoai tây còn có một công dụng rất tuyệt vời, đó chính là làm mờ đi các nếp nhăn da. Những dưỡng chất và vitamin có trong khoai tây sẽ thẩm thấu dần vào da, từ đó xóa đi các nếp nhăn. Cách xóa nếp nhăn bằng khoai tây này rất dễ dàng thực hiện, ai cũng có thể làm được. Ngoài khoai tây ra thì các bạn chuẩn bị thêm cho mình một quả chanh tươi. Trong quả chanh thì có chứa nhiều axit tự nhiên nên có tác dụng chống lại các gốc tự do là nguyên nhân gây ra nếp nhăn và sự lão hóa cho làn da. Đồng thời các axit tự nhiên này cũng sẽ giúp loại bỏ các tế bào chết dư thừa trên da, làm sáng các vùng da tối màu. Bên cạnh khoai tây và chanh thì mật ong cũng là nguồn nguyên liệu rất tốt trong việc xóa các nếp nhăn. Đây được xem là sự kết hợp hoàn hảo nhằm tạo ra được phương pháp hiệu quả để xóa nếp nhăn một cách nhanh chóng nhất. Với ba nguyên liệu này, cách các bạn thực hiện rất đơn giản. Với khoai tây thì mình sẽ gọt sạch phần vỏ ngoài của nó đi. Sau khi đã được làm sạch vỏ thì mình sẽ cắt khoai tây thành những miếng nhỏ. Với chanh thì chúng ta chỉ sử dụng 1/2 quả chanh thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cối xay trinh tố, cho khoai tây đã cắt nhỏ vào cối. Sau đó mình sẽ vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh cho vào cối. Các bạn nhớ là nên loại bỏ hết phần hạt chanh đi. Tiếp theo mình sẽ mang hai nguyên liệu này đi xay nhuyễn. Và đây chính là hỗn hợp khoai tây và chanh sau khi đã được mình xay xong. Giờ mình sẽ đổ hỗn hợp này ra một cái bát. Với bát hỗn hợp chanh và khoai tây này thì mình sẽ cho mật ong nguyên chất vào và khuấy đều lên. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị nếp nhăn tại nhà này. Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Bước 1, vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng sữa rửa mặt hay là bằng nước ấm như bình thường. Bước 2, dùng thìa thoa hỗn hợp lên da rồi sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng trên khuôn mặt, đặc biệt là các vùng khóe mắt, khóe miệng nơi xuất hiện nhiều nếp nhăn nhất. Bước 3, nằm thư giãn khoảng 20 đến 30 phút giúp các dưỡng chất có thời gian thẩm thấu hơn đến từng tế bào da nhằm phát huy tác dụng một cách triệt để nhất. Bước thứ 4, sau khoảng thời gian đó, bạn rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm.
Và cuối cùng thì vỗ nhẹ một lớp nước lạnh hoặc là có thể trà một viên đá lạnh lên da, giúp cho lỗ chân lông được se khít và da được đàn hồi tốt hơn. Nếu bạn kiên trì thực hiện đều đặn mỗi tuần 2 đến 3 lần, bạn sẽ phải bất ngờ mà kết quả nó mang lại đấy. Những nếp nhăn vùng mắt hay là trán hay là khóe miệng cũng biến mất lúc nào mà bạn không biết. Hỗn hợp này không những xóa được nếp nhăn và trẻ hóa làn da vô cùng tuyệt vời, mà nó còn làm cho da của bạn trở nên trắng sáng mịn màng hơn đấy. Sự kết hợp tuyệt vời giữa ba nguyên liệu khoai tây, mật ong và chanh tươi chắc chắn sẽ làm hài lòng những ai đã thử qua phương pháp này. Còn bạn thì sao? Hãy thử áp dụng ngay hôm nay để sở hữu được làn da như ý. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công.